Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 11 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Quán triệt và triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội người mù tỉnh Hưng Yên tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Hưng Yên tích cực phòng chống sốt xuất huyết. Toàn tỉnh đầu tư gần 800 tỷ đồng xây dựng mới nhà văn hóa thôn xã. Khó khăn trong triển khai dịch vụ công trực tuyến ở huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra hội nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến toàn quốc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để quán triệt và triển khai nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đồng bằng sông Hồng với 11 tỉnh, thành phố là địa bàn chiến lược quan trọng bậc nhất của cả nước về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và ngoại giao. Đây là cửa ngõ phía Bắc của nước ta, của ASEAN và kết nối với thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Có hệ thống hạ tầng giao thông tốt nhất cả nước với 3 hành lang kinh tế đi qua và là một trong 3 vùng động lực phát triển. Đây cũng là vùng địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử hàng ngàn năm, có thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước. Kế thừa và phát huy những thành tựu sau 17 năm thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị khóa 9, lần này Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 5 quan điểm có sự đổi mới, sát với thực tế và toàn diện hơn. Các mục tiêu nghị quyết đặt ra là hoàn toàn mới với tinh thần phấn đấu đến năm 2030. Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tập trung phát triển công nghiệp dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ xanh, tuần hoàn, có giá trị kinh tế cao. Đến năm 2045 là vùng phát triển hiện đại văn minh, sinh thái, là trung tâm kinh tế, tài chính mang tầm khu vực và thế giới. Đồng chí Tổng Bí thư cho rằng, với tiềm năng, lợi thế vượt trội, vùng đồng bằng sông Hồng phải vươn lên, dẫn đầu cả nước về mọi mặt, nhấn mạnh con người và cơ chế là yếu tố quan trọng nhất trong triển khai thực hiện nghị quyết. Tổng Bí thư yêu cầu cần nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển vùng, quy hoạch vùng giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững, toàn diện, phù hợp với quy hoạch quốc gia, lấy liên kết vùng là tư duy chủ đạo, dẫn dắt cho vùng và các địa phương. Tôi tha thiết mong đợi và tin tưởng rằng cấp ủy chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, phát huy truyền thống văn hiến cách mạng anh hùng vẻ vang, khí phách quật cường và tài năng phẩm chất cao quý rất tốt đẹp của người Bắc Hà, sĩ phu Bắc Hà, cùng với các ban bộ ngành trung ương và các ủy chính quyền các cấp trong cả nước, nhất là thủ đô Hà Nội và toàn vùng đồng bằng sông Hồng, vùng động lực tăng trưởng Bắc Bộ đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng sông Hồng, theo tinh thần cả nước vì đồng bằng sông Hồng vươn lên cùng cả nước và vì cả nước. Sáng nay, Hội người mù tỉnh Hưng Yên tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội người mù tỉnh có gần 1.100 người, sinh hoạt tại 130 chi hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, toàn tỉnh đã kết nạp được trên 70 hội viên, hỗ trợ gần 130 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, phối hợp mở 4 lớp dạy chữ dạy nghề, duy trì tốt hoạt động ở 56 cơ sở tẩm quất xoa bóp, giải quyết việc làm cho trên 100 người. Hiện tại thì em đang học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em cũng được Hội Người mù tỉnh Hưng Yên quan tâm và giúp đỡ rất nhiều. Ra trường thì em mong muốn trở thành một nhà vận động chính sách xã hội, góp phần thay đổi chính sách, tạo thêm cái cơ hội tiếp cận cho cộng đồng người khiếm thị, những cái người yếu thế, những người khó khăn trong xã hội. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Người mù các cấp tập trung hỗ trợ hội viên về vốn, khoa học kỹ thuật, dạy nghề, cây con giống để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, vận động 100% hội viên trong độ tuổi được vay vốn học nghề, tạo điều kiện có việc làm, 100% người mù được tiếp cận thông tin, giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 1,5 đến 2%. Trong thời gian sắp tới, Hội Người mù chú trọng đến công tác phát triển công ăn việc làm cho anh chị em hội viên, tạo điều kiện tốt cho các anh chị em có được thu nhập cao. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp hội người mù cần phải nâng cao tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh các hoạt động dạy chữ dạy nghề, phục hồi chức năng, tạo việc làm cho hội viên, đặc biệt quan tâm tới công tác phát triển đảng, đoàn thể trong tổ chức hội, các cấp ngành, các tổ chức chính trị xã hội tích cực chăm lo đời sống của người khuyết tật, trong đó có người mù, tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ và trẻ em mù được học chữ, phục hồi chức năng, học nghề. Ngày 28 tháng 11, Đảng ủy Quân sự thành phố Hưng Yên ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Trí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự thành phố đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, điển hình như trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp thành phố, chỉ đạo diễn tập phòng thủ cụm xã, phường đạt được mục đích yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt chất lượng tốt. Năm 2023, Đảng ủy Quân sự thành phố xác định tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quân số tham gia huấn luyện đạt 95% trở lên, đơn vị đạt tiêu chí nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, quân số khỏe. Vừa qua, thị xã Mỹ Hào tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022. Sự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Thị xã đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị, đồng thời củng cố thế trận phòng thủ của thị xã, thực hiện tốt các chế độ, chính sách xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc như việc làm, xóa đói giảm nghèo, ô nhiễm môi trường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang trong thị xã được kiện toàn theo tổ chức biên chế, bảo đảm tốt vũ khí trang bị. Trong 10 năm, thị xã tổ chức thành công một cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp thị xã và 26 lượt diễn tập cấp xã phường. Thị xã đã giao gần 1.700 thanh niên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Nhờ sự kiên trì không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên, anh Đào Văn Thế ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu đã trở thành ông chủ sản xuất đồ gỗ có quy mô lớn trong xã. Nối tiếp truyền thống của gia đình, năm 2022, anh Thế bắt đầu gắn bó với nghề mộc. Sau nhiều năm học hỏi, anh tự mở xưởng sản xuất tại địa phương. Hiện nay, xưởng sản xuất kinh doanh đồ gỗ của anh Thế rộng hơn 2.000 m², trang bị đầy đủ máy móc hiện đại như máy CNC, đục gỗ vi tính, máy bào, máy xẻ, sản xuất đa dạng các sản phẩm đồ gỗ như bàn, ghế, giường, tủ, bàn thờ, có sự kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng truyền thống với hiện đại, đường nét văn hóa đặc sắc, mềm mại, sinh động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm, gia đình anh xuất bán 3.000 đến 4.000 sản phẩm các loại, thu lãi trên 500 triệu đồng một năm và giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương với thu nhập từ 300 đến 400.000 đồng một người một ngày. Sáng nay, tại trường trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh đoàn Hưng Yên đã tổ chức chương trình Xuân Biên giới Tết Hải đảo năm 2023. Chương trình Xuân Biên giới Tết Hải đảo năm 2023 được phát động từ tháng 10 năm 2022. Đến nay, ban tổ chức đã tiếp nhận 60 lu quất xuân, 100 cuốn lịch, 1.800 lá cờ và nhiều đặc sản khác của tỉnh Hưng Yên với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Toàn bộ phần quà sẽ được trao gửi tới các chiến sĩ công tác bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại Trường Sa. Tại chương trình, ban tổ chức cũng giới thiệu 60 hình ảnh sống động phản ánh cuộc sống tại Trường Sa, nhà giàn DK1 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giới thiệu bản đồ tự hào biển đảo Việt Nam với 33 lá cờ Tổ quốc từ 33 điểm đảo tại Trường Sa. Chương trình đã nâng cao nhận thức về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho 700 học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu quê hương biển đảo và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên. Sau chương trình, tỉnh đoàn tiếp tục phát động tới các cấp, bộ, đoàn, hội, đội trong tỉnh và các tập thể cá nhân, các đơn vị cùng chung sức hưởng ứng chương trình Xuân Biên giới Tết Hải đảo năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, dù số ca mắc sốt xuất huyết tại Hưng Yên từ đầu năm đến nay tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng qua các cuộc giám sát của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương đánh giá Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và là địa phương ở dưới ngưỡng ít nguy cơ gây bệnh. Tuy nhiên, vẫn rất cần nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống loại dịch bệnh này với nguyên tắc cơ bản là tăng cường diệt long quang bọ gậy và diệt muỗi, chống muỗi đốt. Buổi giám sát thực địa của Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, địa phương có 18 ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay. Dù có nghe nói đến dịch sốt xuất huyết, nhưng bà Thơm chưa rõ cách phòng tránh như thế nào. Cách thì là cô không được học rồi cô cũng chẳng được biết. Thế cho nên là không biết phòng nó như thế nào. Mỗi năm thông thường là đến tháng 11 thì nó có một vài ba đợt gió mùa Đông Bắc rồi. Thì cái mật độ muỗi nó giảm xuống, nó không thuận lợi cho muỗi phát triển. Năm nay thì nó không có cái gió mùa Đông Bắc, cho nên là cuối tháng 11, đầu tháng 12 rồi, dịch sốt xuất huyết vẫn đang là cao. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, gấp 4 lần so với năm trước. Hầu hết là các trường hợp đi từ nơi khác về. Trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ổ dịch phát sinh, không có ca tử vong, không có trường hợp chuyển biến nặng. Ngành y tế và các địa phương tích cực tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp diệt long quăng, bọ gậy và chống muỗi. Bên cạnh nguồn cấp phát từ tỉnh, nhiều địa phương chủ động mua hóa chất diệt muỗi. Công tác phòng chống sốt xuất huyết của tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn nhân dân cũng như là mở các cái lớp tập huấn cho các cái cộng tác viên để hỗ trợ nhân dân xử lý các cái ổ bọ gậy cũng như là phun hóa chất cho những cái ổ dịch. Như vậy là công tác phòng chống sốt xuất huyết ở tỉnh Hưng Yên nói chung là tương đối là tốt. Một thông tin đáng chú ý được các chuyên gia khuyến cáo là ở các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao thì nguy cơ lan truyền sốt xuất huyết cũng cao, bởi càng có nhiều vật dụng chứa nước là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Bình thường muỗi Aedes nó không đẻ xuống ao, không đẻ xuống suối, không đẻ xuống sông. Có những cái dụng cụ chứa nước, có thể là nước nhân tạo hoặc là nước mưa tự nhiên xung quanh nhà nó càng nhiều thì muỗi đẻ càng nhiều và nó phát triển càng nhiều. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ kinh phí xây dựng các nhà văn hóa từ cấp thôn trở lên, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hóa. Sau gần 6 năm, nhiều địa phương trong tỉnh đã giải quyết được tình trạng thiếu nhà văn hóa để hội họp sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ đó mang lại những hiệu quả thiết thực đối với người dân. Nhờ sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh, của huyện và kinh phí đối ứng của Ủy ban Nhân dân xã, cho nên thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khói Châu vừa đưa vào sử dụng một nhà văn hóa mới với tổng diện tích 1.500 m², gồm khu tập thể thao, nhà văn hóa 200 chỗ ngồi rộng 500 m², khắc phục tình trạng thiếu nơi để hội họp như trước kia. Từ khi có nhà văn hóa, phong trào văn nghệ thể thao trong thôn phát triển sôi nổi. Bên cạnh đó, các cuộc hội họp sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã được cải thiện hơn trước. Người dân được họp trong không gian nhà văn hóa rộng rãi, mát mẻ và tiện nghi. Bởi vậy, chất lượng các cuộc họp được nâng lên đáng kể. Cấp trên cho xây cho thôn chúng tôi một cái nhà văn hóa mới, khang trang, đẹp đẽ thì nhân dân rất phấn khởi. Những các cuộc họp đây là đi đông đủ, ví dụ như cuộc họp này, ngày đoàn các toàn dân rất đông. Giống như thôn Yên Lịch, trước đây thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến không có nhà văn hóa độc lập, phải họp chung với lớp mẫu giáo. Năm 2021, thôn đã nhận bàn giao một nhà văn hóa khang trang trị giá gần 2 tỷ đồng từ sự hỗ trợ của các cấp và ngân sách của xã. Trong nhà văn hóa được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ hội họp, biểu diễn văn nghệ. Vì vậy, đã khích lệ đội văn nghệ thôn tích cực tập luyện, tự biên tự diễn các tiết mục, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần tại địa phương. Từ khi xây dựng nhà văn hóa mới thì mọi mặt đời sống văn hóa được nâng cao hẳn. Tất cả các đoàn thể từ cựu chiến binh đến hội người cao tuổi, đến phụ nữ, đến thanh thiếu niên đều sinh hoạt đây hết. Sau khi có nhà văn hóa mới, nhân dân thôn Kim Tháp xã hội hóa gần 200 triệu đồng để xây dựng cụm sân cầu lông và sân bóng mini cho trẻ em trong khuôn viên nhà văn hóa thôn, thu hút nhiều người dân ở các lứa tuổi tập các môn thể thao. Nâng cao sức khỏe cho bà con và nhân dân. Cái thứ hai nữa là tăng cường sự đoàn kết của nhân dân trong thôn xóm. Cái thứ ba nữa là rèn luyện của nhân dân ra đây rất là đông. Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đầu tư gần 800 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước của các cấp để xây dựng mới 44 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, 146 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, đảm bảo tiêu chí về diện tích, quy mô, trang thiết bị theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện đề án xây dựng nhà văn hóa cấp thôn, cấp xã, yêu cầu các địa phương dành nguồn kinh phí để xây dựng, hoàn thiện thiết chế văn hóa thể thao phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, việc triển khai trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi, đòi hỏi phải có sự chung tay tháo gỡ của cả người dân và cơ quan nhà nước. Ghi nhận tại huyện Văn Giang là địa phương có tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thấp nhất tỉnh. Xã Long Hưng được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính ở huyện Văn Giang, với bộ phận một cửa, thiết bị hiện đại, máy tính cấu hình cao. Tuy nhiên, người dân gần như không mấy quan tâm đến dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, xã giải quyết hơn 5.000 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, chỉ có 50 thủ tục được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ chưa đến 1%. Nhiều thủ tục giải quyết trực tuyến còn để quá hạn, khiến người dân không thiết tha với hình thức này. Muốn học hỏi nhưng mà nhiều lúc công việc nó cũng bận nên cho nên là nhiều lúc thỉnh thoảng phải cần giấy tờ thôi, mà nhà mình cũng ngay gần xã này. Cùng với đó, việc thiếu nguồn nhân lực là vấn đề lớn mà xã đang gặp phải, khi cả 5 vị trí tại bộ phận một cửa đều đang là lao động hợp đồng. Ủy ban xã thì cũng đã tăng cường các cái ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao dịch vụ công. Trong quá trình thực hiện thì còn một số khó khăn vướng mắc, cán bộ công chức của xã thì còn thiếu là đối với các vị trí một cửa, một số cái thủ tục trực tuyến nó còn phức tạp, thói quen và cái nhận thức của người dân vẫn còn hạn chế về cái kết quả. Tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới chỉ được thực hiện từ tháng 9 năm nay. Mặc dù lãnh đạo xã rất quyết tâm triển khai, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, thao tác các bước thực hiện. Tuy nhiên, do triển khai muộn nên không nhiều người biết và thực hiện. Mới chỉ có 250 hồ sơ được giải quyết theo hình thức dịch vụ công trực tuyến trên tổng số 3.500 thủ tục hành chính từ đầu năm đến nay. Công dân đến đây thì không phải công dân nào cũng sử dụng điện thoại thông minh và cũng không phải công dân nào cũng có thể thực hiện được cái thủ tục trên thiết bị của mình. Huyện Văn Giang là một trong những địa phương có nhiều biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính như chú trọng đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ. Tuy nhiên, quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Chiếc máy tính để người dân tra cứu thông tin và tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến gần như bỏ không trong thời gian dài. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Giang giải quyết được hơn 1.400 thủ tục theo hình thức trực tuyến mức độ cao trên gần 20.000 thủ tục. Tỷ lệ mới chỉ đạt khoảng 7%. Ở cấp xã, tỷ lệ chỉ khoảng 1,5%. Có không ít lý do được đưa ra, trong đó thói quen của người dân được coi là rào cản lớn nhất khi tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến. Những khó khăn mà huyện Văn Giang đang gặp phải cũng là khó khăn của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, khiến cho tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cả tỉnh còn thấp, mới chỉ đạt hơn 10% từ đầu năm đến nay. Thiết nghĩ, để đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến xuống các địa phương, cần thay đổi thói quen của cả đội ngũ cán bộ lẫn người dân. Bộ phận một cửa phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, không thể trì hoãn, nâng cao trình độ tin học để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới. Người dân cũng cần thay đổi thói quen cũ để tiếp cận với hình thức văn minh hiện đại này. Đây là đòi hỏi tất yếu của tiến trình cải cách thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử trong tương lai. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HYTV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HYTV. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự quốc tế. Trước khả năng có thể Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân, Tổng thống Hàn Quốc ông Yoon Suk Yeol cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với phản ứng đáp trả chưa từng thấy từ Hàn Quốc và các đối tác. Trả lời phỏng vấn truyền thông sáng 29 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc ông Yoon Suk Yeol nhấn mạnh nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7, đây sẽ là một động thái không khôn ngoan. Hàn Quốc và các đối tác sẽ có phản ứng nhất quán, đồng bộ trước hành động này. Liên quan đến động thái thử tên lửa liên tiếp trong thời gian qua, Tổng thống Hàn Quốc đề cập tới vai trò của Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc không chỉ có trách nhiệm trong vấn đề này mà còn có khả năng tác động đến hành vi của Triều Tiên. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, quân đội Triều Tiên đã phóng 63 tên lửa đạn đạo, trong đó có 10 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, gấp 2,5 lần so với kỷ lục các năm trước là 25 tên lửa. Cơ quan cảnh sát của Liên minh châu Âu Europol thông báo triệt phá siêu băng đảng ma túy kiểm soát 1/3 hoạt động buôn bán cocaine tại châu Âu và bắt giữ 6 ông trùm tại Dubai. Europol cho biết, chiến dịch quốc tế có mật danh ánh sáng sa mạc đã bắt giữ 49 nghi phạm ở Bỉ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác, trong đó có 6 ông trùm tại trung tâm của băng đảng ở Dubai, đồng thời tịch thu hơn 30 tấn cocaine. Theo cơ quan này, việc thu giữ 30 tấn cocaine trong một lần đột kích sẽ có tác động lớn. Các nhà chức trách châu Âu đã thu giữ tổng cộng 240 tấn cocaine trên khắp lục địa vào năm 2021. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ bắt giữ trên khắp châu Âu sau vụ cảnh sát tấn công vào các điện thoại được mã hóa tinh vi do các mạng lưới tội phạm có tổ chức sử dụng vào năm ngoái. Phần lớn cocaine đến từ Nam Mỹ thông qua các cảng ở Hà Lan, Bỉ, một số đi qua Nam Phi. Cơ quan môi trường châu Âu EEA mới đây cảnh báo chất lượng không khí ở châu lục đang được cải thiện, nhưng ô nhiễm không khí vẫn là một rủi ro sức khỏe môi trường lớn nhất tại châu lục này. Theo EEA, ít nhất 238.000 người tử vong sớm ở 27 quốc gia thành viên Liên minh châu EU vào năm 2020 do hạt mịn có trong không khí. Cũng theo cơ quan này, mặc dù khối lượng và nồng độ khí thải chứa các chất gây ô nhiễm trong không khí đã giảm đáng kể trong 2 thập kỷ qua, chất lượng không khí vẫn còn kém ở nhiều khu vực. Cụ thể, từ năm 2005 đến năm 2020, số ca tử vong sớm do tiếp xúc với vật chất dạng hạt mịn trong không khí đã giảm 45% ở EU. Tuy nhiên, 96% dân số thành thị của Liên minh châu Âu vẫn tiếp xúc với nồng độ hạt mịn vào năm 2020 ở mức cao hơn so với mức do Tổ chức Y tế Thế giới WHO quy định. Ô nhiễm không khí làm trầm trọng thêm các bệnh về đường hô hấp và tim mạch, trong đó bệnh tim và đột quỵ được coi là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các ca tử vong sớm. Theo bảng xếp hạng của EEA về chất lượng không khí ở hơn 340 thành phố thuộc EU, từ năm 2020 đến năm 2021, chỉ có 11 thành phố có chất lượng không khí theo tiêu chuẩn của WHO. Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia cho hay, trong năm 2021, quốc gia này đã giảm được gần 30% lượng rác thải nhựa đổ ra biển. Mục tiêu cho năm 2022 này sẽ là giảm gần 40%. Dữ liệu do Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia tính toán cho thấy, nỗ lực giảm rác thải biển của Indonesia đã đạt tiến bộ vào năm 2021, giúp giảm 28,5% lượng rác thải nhựa đổ ra biển so với mức đối chiếu năm 2018. Con số của năm 2022 được đưa ra sẽ là 38,5% so với năm 2018. Năm 2018 được coi là năm cơ sở cho mục tiêu cắt giảm, ước tính có hơn 615.000 tấn rác thải nhựa đổ ra biển, trong đó có hơn 538.000 tấn từ đất liền và số còn lại từ các hoạt động trên biển. Trước đó, các nỗ lực ngăn chặn rác thải nhựa tại Indonesia cũng đã giúp giảm 8,1% lượng rác thải ra biển vào năm 2019 và 15,3% vào năm 2020. Số liệu của năm 2022 sẽ chính thức được công bố vào tháng 1 năm 2023. Thành phố Barcelona của Tây Ban Nha vừa mở tuyến đường xe đạp đầu tiên cho trẻ em, giúp trẻ em có thể đến trường một cách an toàn và thân thiện với môi trường. Những tuyến đường này do người dân thành phố thực hiện và được hỗ trợ bởi Hội đồng thành phố Barcelona. Có khoảng 80 tình nguyện viên cùng sự hỗ trợ của cảnh sát tham gia đảm bảo an toàn cho các bé. Cháu phải dậy sớm nhưng cháu thích đạp xe đến trường dù đôi khi cháu thấy buồn ngủ quá. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2021, với một tuyến đường, tới nay, có tổng cộng 15 tuyến đường đã được mở dành riêng cho các em đạp xe đi lại đến trường. Theo ước tính, có khoảng 700 người sử dụng thường xuyên những tuyến đường này và thực hiện khoảng 15.000 di chuyển. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.